quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Thí sinh đứng đầu bình chọn Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2021 lên tiếng khi bị chê bai. Nhiều người cho rằng cô nàng còn khá hiền, thiếu cá tính dù dẫn đầu vòng bình chọn Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2021 nhưng cũng khó để tiến sâu vào chương trình. Nữ sinh 19 tuổi đến từ Nam Định, Dược Thanh đang là người đứng đầu vòng bình chọn của cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ 2021. Dược Thanh đang tạm dẫn đầu với 112.000 lượt thích, 19.000 lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt bình luận tích cực. Không những thế, mạng xã hội còn rộn ràng chia sẻ những hình ảnh đời thường của Dược Thanh với lời khen ngợi về sắc vóc cũng như nhan sắc rực rỡ, căng tràn sức sống. Cô tên thật là Hoàng Thị Thanh Dược, sinh năm 2002 và quê ở Nam Định. Nữ sinh 19 tuổi sở hữu chiều cao 1m73 và có số đo 3 vòng lần lượt là 88, 60, 92. Tuy nhiên, cũng có không ít câu hỏi đặt ra, đa phần đều bày tỏ sự bất ngờ trước thành tích mà nữ sinh 19 tuổi đạt được. Nói về việc đang tạm dẫn đầu bình chọn, Diệp Thanh cho biết, khi đã đến với một cuộc đua Hoa hậu Hoàng vũ 2021, cô chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho mọi lời khen chê. Riêng với ý kiến tranh cãi quanh việc đang tạm dẫn đầu bình chọn, Diệp Thanh cũng thẳng thắn chia sẻ, việc tranh cãi cũng là điều dễ hiểu, bởi em biết bản thân mình là người rất bình thường, chưa được mọi người biết đến nhiều mà lại đang dẫn đầu bảng bình chọn online. Có một số người dùng mạng xã hội đã bình luận không tốt, tuy nhiên em cho rằng đó là động lực để cố gắng trau dồi bản thân nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, Dược Thanh cũng chia sẻ quan điểm được nhận xét là quá dịu dàng. Có thể mọi người thấy Dược Thanh dịu dàng là vì nhìn qua loạt ảnh em từng chia sẻ, cách trang điểm, làm tóc và ăn mặc khiến một số khán giả cho rằng em hơi yếu đuối. Em vẫn đang cố gắng từng ngày để thể hiện bản thân được tốt hơn. Không ai muốn đóng khung trong một hình ảnh cả. Bản thân em cũng thế. Khi đến với cuộc thi, em đã xác định phải học hỏi không ngừng. Hy vọng thời gian tới, em sẽ có sự bứt phá nhất định và làm hài lòng những khán giả luôn yêu mến, ủng hộ em. Ở vòng bình chọn này, Dược Thanh cảm thấy may mắn vì đã được các fanpage người Nam Định kêu gọi ủng hộ khá nhiều. Dược Thanh gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô và bạn bè ở trường đại học cũng như người dân Nam Định đã tích cực bình chọn cho cô. Nói về lý do tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2021, Chân Dài chia sẻ. Dược sinh ra trên mảnh đất Nam Định giàu truyền thống văn hóa. Ngay từ khi còn bé, em đã có niềm đam mê sâu sắc với nghệ thuật và cái đẹp. Cái đẹp mà em muốn hướng đến là vẻ đẹp thuần túy của người con gái Nam Định nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Hay nói cách khác là sự hài hòa của nét đẹp hình thức và nét đẹp tâm hồn. Người đẹp cho rằng việc tham gia cuộc thi nhan sắc quy mô chuyên nghiệp và có sức ảnh hưởng như Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2021 sẽ giúp cô hoàn thiện bản thân, đồng thời tích lũy trải nghiệm để có những bước phát triển tốt trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.